chiều ngày 11 tháng 3, một vụ cháy đã xảy ra tại rạp chiếu phim trong một tòa nhà ở thành phố Vũng Tàu. Theo các nhân chứng, khoảng hơn 15 giờ ngày 11 tháng. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. 3. Rạp chiếu phim Bạch Đằng nằm trong tòa nhà Nhà sách Bạch Đằng phát hỏa. Rạp chiếu phim này nằm ở tầng 4, tầng trên cùng của tòa nhà. Ở dưới là phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em và nhà sách. Nhà sách này nằm ở đường Bình Giả, gần ngã ba đường này và đường 30 tháng 4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường tiến hành dập lửa. Sau khoảng 45 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên sau đó, đám cháy bùng phát trở lại. Đến khoảng hơn 18 giờ, đám cháy đã được khống chế. Tòa nhà xảy ra vụ cháy nằm độc lập, hai bên là đất trống nên không thể gây cháy lan. Phía sau của tòa nhà giáp với đuôi của một nhà dân nhưng cũng cách một khoảng trống. Đứng từ ngoài chỉ thấy khói đen với mùi của xốp mút, không thấy ánh lửa. Một lãnh đạo công an thành phố Vũng Tàu cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người.